Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ triển khai chương trình khuyến mãi 6.000 chỗ giảm giá 30% cho khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý trong tháng 10. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 10, áp dụng cho khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể. Sau khi giảm giá, trạng Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chỉ từ 180.000 đồng một vé, trạng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chỉ từ 615.000 đồng một vé.